bạn lại để màn hình giống như hôm trước nha. Tức là mỗi tức là để màn hình các bạn đánh cờ vào một màn hình là bài giảng của thầy. Thầy sẽ hướng dẫn các bạn. Ok. Hạnh chú ý các đám quân của mình là không có an toàn, tất cả đều giống như bị chia cắt, đánh như vậy là có nguy hiểm nhá. Phải suy nghĩ về việc là làm sao để bảo vệ được các đám quân của mình, hoặc là làm sao để có thể tấn công. Trang, nước cờ vừa rồi của em là rất chậm nhá, không có nghĩa lắm. Mình muốn lên đất thì mình phải hình dung cái cách để bao vây lấy một vùng đất nhá. Em muốn lấy vùng nào thì em cố gắng bao vây lấy vùng đó. Chứ đánh như nước vừa rồi là không có lấy gì cả. Hạnh chú ý là các đám quân của em rất dễ bị chia cắt, nhưng mà em có cơ hội mà em lại không nối. Trường hợp này em nên nối ở G3 chứ. Nếu mà thầy đi vào G3 thì sao? Làm sao em đỡ được? Đúng không? Nếu thầy đi vào G3 em đỡ ở H3 thì thầy có rất nhiều bắt quân đúng không? Làm sao mà đỡ được? Nên hình cờ mình xấu như vậy, đã có cơ hội như vậy thì phải nối chứ. Em có thể bấm đánh lại nhá.
Trinh chú ý nha. Có thể sống được đúng không? Dạ. Ừ, chú ý. Ồ, Hạnh đánh tốt. Thế nên việc để cho các đám quân mình bị cắt như vậy là bị yếu nha Trinh nha. Yeah. Xin chào thầy, chào các bạn đồng môn. À, chào Tùng nha. Em chuẩn bị để đấu tiếp vào KGS hôm trước nhá. Trang, em có thể đánh ở H2 nhá. Ừ. Đánh H2 thì đám quân của em như vậy là có thể phá được thêm đất của thầy nhá. Đánh H2 thì thầy sẽ đánh G2. Lúc đó thì đám quân của em còn hai khí, lúc đó em đánh E2 không muộn nhé. Vâng. Nếu không đánh H2 thì đánh, thầy đánh vào đây. Như vậy là thầy có cơ hội lấy được nhiều đất hơn nhá. Vâng. Nào các bạn. Nếu mà đám quân trắng đó không có nguy hiểm gì nhá thì không cần phải đánh thêm đâu Hạnh. Như vậy em chỉ mất một đất thôi. Các bạn chú ý là lấy đất rất quan trọng nhá.
Nào, chỉ còn thu quan thôi, các bạn có thể đánh nhanh. Ồ, bạn nào pass vậy? Trang hả? Ừ, em nên nối ở A7 nhá. Đúng Em không? nghĩ hết đường này rồi. Em cần phải nối A7 nhá, bởi vì thầy ăn ở A9 thì em phải nối ở A7 đúng không? Vâng, em nghĩ là nó đây rồi, em đã xuống đi tiêu cũng đất mình. Nó không phải đất của mình nhá, bởi vì dù sao thì em cũng phải nối thôi. Bởi vì em nối A9 thì không được, bị thầy ăn hết đúng không? Nên em phải nối Vâng. từ từ. Đúng không? Em nhớ cái chiêu nối không về không? Vâng. Ừ, nối không về nên là em phải nối dần dần nhá, nối A7 trước Vâng. rồi mới nối A9. Rồi, bây giờ đánh thế nào ta? Thế ăn đi. Ok, đánh rất là đúng nha. Đánh rất là đúng nha Trinh nha. Chú ý là khi không còn chỗ nào để đánh nữa thì mình mới nên pass nhá. Còn không thì chú ý là đối thủ có thể lấy thêm một đất. Như vậy là mình rất tiếc nhá. Nào, bàn của Trinh tính điểm đi. Đánh như vậy là chỉ là đất chung, à chỉ là mất đất của mình thôi nhá. Tại sao em phải đánh vậy? À cha. Nó là đất của em đúng không? Ừ, em đi như vậy chỉ mất đất thôi. Nào, Trinh bấm tính điểm với thầy xem nào. Đúng rồi, còn một điểm G9 là điểm đất chung nhá. Trước khi kết thúc ván thì nên nên đánh. Nhưng mà trường hợp tính đánh trên máy thì chúng ta không cần phải đánh cũng được, bởi vì máy nó sẽ không tính điểm đó. Nhưng bình thường chúng ta chơi trên chơi ở ngoài thì chúng ta cần phải tính cho cẩn thận nhá. Đánh cho cẩn thận. Đánh hết. Tránh cái trường hợp là di chuyển quân cờ để lấy thêm điểm. Này gọi là thu quan phải không bạn thầy? Đúng rồi. Trường hợp này Trang em phải làm gì? Đúng rồi đây, Ừ, giờ đúng rồi, em nối vào đi rồi giờ tính điểm nhé. Hết chỗ đánh rồi thì em pass để tính điểm. Bấm đăng hết đi. Và chúng ta sẽ sang một cái phần một cái bàn mới nha. Đăng đi, Trang. Đã. Em bấm kết thúc đi. Em sao lại thoát? Em phải bấm kết thúc chứ. Lắm. Chưa. Thôi được rồi, thầy sẽ bấm gì sai cho nhanh. Hôm trước mình học mình đã làm thử rồi mà. Không nhớ hả? Rồi, các bạn vào lại nhá. Tùng vào chưa?
ở trong phần Apex Game không đúng thầy? Vẫn ở trong cái phần Open Game. Thật chưa? Nhìn ở phần Open Game các bạn. Của mình cả đây rồi. Open Game là nó hiện tất cả các game luôn nhá. Thì nó đỡ phải phân ra các cái phòng làm gì. Còn Trinh nữa. Trinh với Trang. Trang nhìn thấy chưa? Chính ra các bạn nữ ở lớp mình rất mạnh, em chưa thắng được bạn nào. Thế là do em yếu quá không? Do nhường nữa. Đúng rồi đấy. Nhường thôi đúng không? Không phải em yếu mà các bạn quá mạnh. Trang vừa tắt cao ghé à? Hay là sao mà phải vào lại em? Nào chưa em? Sao lâu vậy? Em chưa từng thấy nên là đấy. Phát hình xe được cả. Em vào cái phần Open Games. Vậy. Ok. Nào tiếp tục nha mọi người. Các bạn đánh cờ cố gắng suy nghĩ nhanh một chút nhé. Nghĩ thế là hơi lâu. Rồi, bắt đầu đi mọi người. Mọi người cứ đánh thoải mái. Đừng có nghĩ lâu quá. Những cái nước nào mà quan trọng ấy, các bạn sẽ cần phải nghĩ nhá. Ví dụ như là những nước là mình muốn lấy đất ở đâu, mình đặt câu hỏi ra. Đó, mình muốn lấy đất ở phía góc, hay là ở phía biên, hay là ở trung tâm. Trang rất thích đánh như vậy. Ok. Chú ý lấy đất nha Tùng nha. Trang, em có thể đánh E3 nhá. E3 tốt hơn nhiều chứ. Đánh như thế giống như cái hình của em là hình xấu thôi. Các bạn nhớ cái hình miệng hổ nhá. Hình miệng hổ là hình mà mình có thể bảo vệ rất tốt. Hình miệng hổ đôi ấy, bảo vệ cả hai bên. Ví dụ như là ván của Trinh nhá, thầy vừa tạo được miệng hổ đôi. Ok, con đen đang muốn lấy đất đúng không? Đánh như Hạnh là thầy thấy hợp lý nhá. Lấy đất như vậy là tốt. Trinh chú ý này, thầy đang lấy rất nhiều đất đúng không?
Dạ. Em đánh như vậy thì em có thể thắng không? Chắc không. Nên cần phải cân nhắc nha. Yeah. Phải suy nghĩ xem là mình đất nhiều hơn hay đối phương đất nhiều hơn. Nếu mà nhìn ngang ngang thì ok. Còn nếu mà mình thấy mình ít hơn tức là ván cờ có nguy hiểm nhá. Mình không nên đánh như vậy. Ồ, cha, thầy nước thầy vừa đánh, thầy đang muốn đánh ở đâu tiếp? E4. Ừ, nếu thầy đánh E4 thì giống như em bị bắt quân đúng không? Em bị bắt quân F4 và quân ở E3 của em sẽ bị chết đúng không? Ừ. Thế thì em cần phải làm gì? Tùng đánh như vậy có được không? Em thấy cái nước đi ở B1 của em rất là phí, bởi vì là ở dưới này con trắng đất ở khoảng đấy của em có. Cho nên em nghĩ là lên đánh ở điểm G. Thầy đánh như vậy thì sao? Thầy đánh như vậy. Trinh nhá, em chú ý ở nước điểm này xấu, bởi vì em điểm ở hàng hai như vậy thì quân của em sẽ không chạy thoát được nhá. Điểm xong thì em có gì đâu, thường là điểm xong phải đạt được cái gì tốt thì mới điểm nhá. Điểm như vậy giống như chỉ chết quân thôi. Điểm cắt nhỉ. Ăn đây, ăn đây, điểm hai phát. Trinh chú ý này, khi em chạy như vậy nhá thì thầy sẽ đánh đâu tiếp? H3, H3 em cắt thì sao? H6 rồi này. Không cần nhá, thầy đi đơn giản G3 thôi có được không? Tại sao nước đơn giản vậy mà không đi ra? Có gì đâu, chỉ đi ra thôi. Thế thì em làm gì? Em lại đi tiếp ở H3 hả? Rồi thầy lại đi tiếp, ví dụ thầy đi tiếp ở H2 thì mấy quân em chạy như vậy có sống được không? Không. Như vậy em đi thế thì chỉ mất đất thôi, chỉ mất chết quân thôi mà còn bị mất đất của đen nữa. Đúng không? Nếu đánh lại thì em sẽ đi đâu? G3. Ừ, đi G3 lấy đất thôi, thầy đã nói là nước gì, nước H5 là có sai đúng không? Mà em lại đi tiếp quân sai như vậy, giống như là cứu quân sai thì làm sao mà cứu được, chỉ chết thêm thôi. Nào em có thể ăn ăn đu đi. Ok.
trang chú ý lấy cả đất đấy nhá. Vâng. Em đã hình dung được lấy đất ở đâu chưa? Các bạn chú ý nha, những nước của thầy đánh là không phải là những nước đúng hoàn toàn đâu nha. Chỉ là những nước hướng dẫn thôi. Nên các bạn giống như là làm sao để đánh tốt nhất nước của mình nha. Đừng học những nước thầy đánh, được không? Yeah. Nên lúc thầy dạy các bạn ở trên lớp là các bạn cần phải đánh giống như sử dụng tất cả kỹ thuật cơ bản nhất mà các bạn được học. Đó là an quân, chạy quân, bắt quân, nối quân và cắt quân nhá. Đó, thế còn trong trường hợp mà khi mà thầy đang đánh hướng dẫn như thế này thì các bạn phải hiểu ý của thầy là khu vực đó mình cần đánh đâu tốt nhất nhá. Chứ đừng nghĩ là nước của thầy như vậy là nước tốt, lần sau các bạn đánh như vậy là bị thua đấy. Ví dụ như là vừa rồi thầy nên đánh đâu ở trên? Dạ, A6. Đúng rồi, A6 tốt hơn đúng không? Được thêm một điểm nhá. Phá được thêm một điểm nhé. Thế tại sao thầy không đánh A6 thì mà thầy lại đánh A7? À, thì đấy, thì thầy vừa giải thích mà. Nước cờ của thầy thì không cần phải học, hiểu không? Bởi vì thầy đang hướng dẫn thôi. Nên thầy sẽ đi nhiều nước sai để sao? Để các bạn có thể biết được là mình cần đánh đâu cho tốt, đúng không? Nếu mà thầy đi nước nào cũng đúng thì làm sao các bạn thắng được, làm sao các bạn biết được là sẽ phải cần phải đi đâu, đúng không? Ồ, Trang, đánh đây chỉ chết quân thôi, đúng không? Em đánh hàng 1 này có 2 khí mà thầy đi ở D2 thì giống như quân này chỉ chết thôi, có được gì đâu. Em có thể ăn đu nhé. Hiện tại quân trắng giống như là bị chia thành hai nhóm quân đúng không? Đúng không Trang? Yeah. Em cần phải chia cắt hai nhóm quân đó không cho nó nối với nhau. Đúng, đó là nước chia cắt nhưng mà nước đó chưa tốt, chưa phải là tốt nhất. Em đánh D2 tốt hơn chứ. Đánh D2 thì giống như là có thể ăn được quân C2 nhé. Em đánh E2 như vậy là không có áp lực gì hết, đúng không? Xuống thôi. Tùng, em đánh như vậy thì sẽ nguy hiểm nha, nhiều quân bị chết lắm, đúng không? Ví dụ đánh đơn giản nhất, thầy đánh ở H6 là quân đen em vừa vào là cũng chết rồi. Mà ở đây thầy thấy là có nhiều quân có quân có hai khí nhá, thầy có thể bắt nhá. Hiểu không? Vâng. Đánh như vậy là không tốt nhá. À, ok, Trang đánh như vậy là giữ đất rồi đúng không?
Tùng chú ý nhá. Ồ, phải suy nghĩ trước khi đánh chứ. Đánh như vậy có được không các bạn? Không, sẽ mất một quân khác. Chín. Thế vậy tại sao đánh như vậy? Em undo đi. Suy nghĩ toàn cục nhá. Suy nghĩ toàn cục xem đánh đâu tốt nhất. À, ok. Thế hai quân ở A3, B3 thì sao mọi người? Có ổn không? Hai con này thì nếu mà thầy đánh ở điểm B4 thì là sẽ Thế tại sao không đỡ? Tại sao không đỡ em? Trang, Đã. sau khi em đánh ở A7 như vậy nhá, em có bị yếu. Nếu thầy đánh ở B7 thì quân đó bị chết nhá. Nên thông thường khi đánh bảo vệ đất của mình như vậy, sau đó thì mình cần phải đỡ thêm một nước nữa nhá. Hiểu không? Vâng. Các bạn đánh sai chủ động undo lại để đánh lại. Cả Tùng nữa. Ok, chính xác rồi. Bên này tương tự thầy cũng đánh như vậy Trang nhé. Em cũng phải bảo vệ lại. Trang. Oh. Không phải như vậy. Tại sao phải nối ở đó? Nối đó có gì không? Thầy đánh ở nước duy 5 này là muốn vào phá đất của đen đúng không? Thì em phải bảo vệ đất của mình chứ. Em nối ở F5 thì không có nghĩa nha, thầy vẫn vào được phá mà. Tùng, em chưa tính điểm nhá. Em chưa tính đúng điểm nhá, em cần phải nhặt con chết kỹ thuật ra nữa. Đúng không? Nào Trang, em có thấy là quân mình bị yếu không? Mình cần phải làm gì? Đúng rồi. Ừ, đúng rồi, nhớ nhá. Và thầy đánh đây là ván cờ có thể kết thúc đúng không? Còn hai điểm đất chung là E1 và E2. Đánh cũng được mà không đánh thì cũng không ai có điểm hết. Nên bây giờ em có thể pass nhá. Và chú ý là khi mà mình quyết định là muốn bỏ lượt thì mình phải đảm bảo các khu vực vị trí của mình là không có bị chết, không có bị yếu gì nhá. Đó, ví dụ như thầy đánh một nước nào đó mà mình bị chết một đám quân thì đó là mình bỏ lượt hơi sớm. Những trường hợp này thì các đám quân của em là ok, an toàn hết và chiếm được vùng đất ở phía trên. Đó. Rồi em pass đi. Rồi, ok. Nào, tiếp tục các bạn. Lần này là vào English Game Room nhá.